Sáng nay ngày 27 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và trao tặng đồ bảo hộ y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Đoàn đến trao tặng trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại đây, Đại tá Trần Xuân Phú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cảm ơn sự quan tâm động viên của các cấp các ngành, đoàn thể trong thời gian qua. Việc trao tặng thiết bị thiết yếu trong phòng chống dịch COVID-19 là nguồn động viên lớn cho lực lượng vũ trang, góp phần và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ tổ chức công đoàn 2 chuyến xe chở rau củ quả cho đoàn viên, người lao động vùng dịch tại 2 tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo kịp thời. Đến trao trang thiết bị bảo hộ y tế cho Sở Y tế Kiên Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các đoàn viên, cán bộ, người lao động ngành y sẽ nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng trang thiết bị bảo hộ trao cho 2 đơn vị là trên 1.000 bộ bảo hộ, trị giá gần 150 triệu đồng.